Sóc Trăng tiếp nhận và bàn giao cho cốt cho thân nhân gia đình có người thân tử vong do Covid-19. Sáng ngày 10 tháng 11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng tiếp nhận và bàn giao cho cốt cho thân nhân gia đình có người thân tử vong do Covid-19. Theo đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tiến nhận tiếp bàn giao hai cho cốt cho thân nhân gia đình có người thân tử vong do Covid-19 trên địa bàn thành phố Sóc Trăng và huyện Mỹ Xuyên. Tại buổi tiếp nhận, đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bày tỏ niềm thương tiếc đối với những người thân dân Sóc Trăng không may qua vì dịch bệnh Covid-19 và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình có người thân mất vì dịch bệnh Covid-19, đồng thời rất mong các gia đình nén đau thương, vượt qua khó khăn, chung tay cùng chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự cũng gửi lời cảm ơn đến cán bộ chiến sĩ đội K90 quân khu 9 đã tổ chức đưa cho cốt người dân Sóc Trăng về quê theo nguyện vọng gia đình. Chuỗi lây nhiễm khủng ở hai công ty thủy sản miền Tây có khoảng 1.300 F0, hàng ngàn F1. Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 thị xã Giá Rai, liên quan chuỗi lây nhiễm Covid-19 xảy ra tại hai công ty thủy sản này đã có khoảng 1.300 ca dương tính. Ông Ngô Quốc Tấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, mới đây đã ký quyết định xử phạt đối với hai công ty thủy sản vì đã có hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của các cơ quan tổ chức có thẩm quyền. Cụ thể là không lấy mẫu xét nghiệm định kỳ hàng tuần cho công nhân lao động trong công ty nên không phát hiện kịp thời ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 tại đơn vị này. Theo báo cáo tỉnh Bạc Liêu, hai đơn vị bị phạt là công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thủy sản Tấn Khởi, gọi tắt là công ty Tấn Khởi, địa chỉ phường 1, thị xã Giá Rai, và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy sản Châu Bá Thảo, gọi tắt là công ty Châu Bá Thảo, địa chỉ phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai. Mỗi công ty bị phạt 20 triệu đồng, hai nơi này đều phải chịu tình tiết tăng nặng là hành vi vi phạm dẫn đến lây lan dịch bệnh cho nhiều người trên diện rộng. Theo tờ Thanh Niên Online, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 thị xã Giá Rai cho hay, liên quan chuỗi lây nhiễm Covid-19 xảy ra tại hai công ty thủy sản nêu trên có khoảng 1.300 ca dương tính SARS-CoV-2 và hàng ngàn trường hợp F1 phải cách ly tập trung. Trong đó có khoảng 700 ca liên quan đến công ty Tấn Khởi, khoảng 500 ca ca mắc Covid-19 liên quan công ty Châu Bá Thảo. Song trong quá trình điều tra, công an xác định không có căn cứ xử lý hình sự vì lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 đối với hai công ty thủy sản nêu trên, chỉ đề nghị xử phạt hành chính. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bạc Liêu, tính đến 6 giờ sáng nay, tổng số ca nhiễm cộng dồn đến tỉnh là 6.247 ca, trong đó số ca nhiễm mới là 291 ca, đang điều trị là 3.907 ca, lũy kế số ca tử vong là 56 trường hợp. Tỉnh đã có 81,54% người trên 18 tuổi được tiêm mũi 1 vaccine Covid-19. Khoảng 90% công nhân lao động ở tỉnh Long An đã trở lại sản xuất trong điều kiện bình thường mới, sống chung với Covid-19. Nhiều ca F0 đã xuất hiện trong công nhân lao động nhưng không có chuyển biến nặng, các doanh nghiệp vẫn hoạt động ổn định. Theo bà Bùi Thị Ngọc Trang, Chủ tịch Đoàn các khu công nghiệp tỉnh Long An, từ khi các doanh nghiệp hoạt động trở lại trong thời điều kiện bình thường mới, đến nay hầu như ngày nào cũng có báo cáo từ các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp và việc xuất hiện F0 trong công nhân lao động, từ xét nghiệm định kỳ ở doanh nghiệp hoặc xét nghiệm khi có biểu hiện nghi ngờ triệu chứng ở công nhân lao động. Những nhờ cách làm bài bản ngay từ đầu mà không có nơi nào bùng phát ổ dịch lớn, ca mắc F0 lớn phát hiện và xử lý ở phạm vi hẹp, chừng vài chục F1 và doanh nghiệp vẫn hoạt động bình thường. Cũng theo bà Trang, từ khi trở lại hoạt động trong điều kiện bình thường mới, chưa có trường hợp nào doanh nghiệp lại dừng hoạt động vì phát sinh dịch bệnh. Chưa có trường hợp nào là F0 trong công nhân lao động chuyển biến nặng dẫn đến tử vong. Các F1 được cách ly theo dõi tại nhà hoặc trong doanh nghiệp sau thời gian quy định, dặn lần lượt trở về sản xuất bình thường mới. Ưu tiên tiêm vaccine cho công nhân lao động góp phần giúp sản xuất ở Long An sớm trở lại bình thường mới. Bác sĩ Huỳnh Minh Đức, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An cho biết, từ khi thực hiện nghị quyết 128, trong đó có việc cho các doanh nghiệp sản xuất trở lại trong điều kiện bình thường mới, số ca F0 hàng ngày ở Long An tăng trở lại từ trung bình 70 ca trên một ngày. Hiện nay,
dẫn lên 100 ca trên một ngày, nhưng hầu như không có ca chuyển nặng dẫn đến tử vong nhờ tỷ lệ tiêm phòng COVID-19 đủ 2 mũi trong dân đã đạt rất cao, đặc biệt trong công nhân lao động hầu như đạt 100%. Cũng theo y bác sĩ Phúc, hiện mỗi ngày tỉnh Long An có ngoài 3 ca không khỏi do COVID-19. Ở nhiều ngày không có, đó là những ca bệnh nặng còn lại từ những tháng trước. Bệnh nặng kéo dài, ngành y tế cố gắng cứu chữa nhưng không thành công với diễn biến như hiện nay. Số ca F0 hàng ngày ở Long An có thể còn ở mức cao, nhưng số ca tử vong chắc chắn sẽ giảm dần. Hàng loạt địa phương miền Tây nâng cấp độ dịch, kiểm soát dịch, thành lập thêm bệnh viện dã chiến. Do dịch bệnh tăng cao, nhiều tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long quyết định nâng mức độ kiểm soát dịch, đồng thời thành lập thêm bệnh viện dã chiến mới. Tiền Giang vừa ký quyết định công bố cấp độ dịch. Theo đó, địa bàn tỉnh Tiền Giang thuộc cấp độ 2, có 9 trên 11 huyện thị xã ở cấp độ 2, riêng thành phố Mỹ Tho và huyện Tân Phước ở cấp độ 3. Đối với cấp độ xã, tỉnh Tiền Giang có 74 xã, phường, thị trấn cấp độ 1, có 83 xã đơn vị cấp độ 2, 13 đơn vị cấp độ 3, thị trấn Mỹ Phước và xã Mỹ Phước, huyện Tân Phước cấp độ 4. Gần đây, tình hình dịch tại tỉnh Tiền Giang diễn biến phức tạp. Chỉ tính trong ngày 2 ngày 8-9 tháng 11 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã phát hiện 599 F0 mới, trong đó có 113 F0 ngoài cộng đồng. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã tiêm vaccine được hơn 1,6 triệu người, trong đó hơn 1,2 triệu người mũi 1 chiếm 82% và hơn 443.200 liều mũi 2 đạt hơn 30%. Mặc dù các địa phương đang quyết liệt phòng chống dịch bệnh, nhưng công tác này đang gặp khó khăn, nhất là ý thức người dân trong việc thực hiện 5K. Bác sĩ Nguyễn Quang Bé, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang cho biết, hiện bây giờ cũng thực hiện phong tỏa, bao quay truy quét để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Nhưng ca mắc bệnh thì đem về trung tâm y tế điều trị, những ca nặng ngoài khả năng thì chuyển lên tuyến trên. Nhưng tình hình hiện nay, người dân giao lưu đi lại quá nhiều, họ không tuân thủ thông điệp 5K, nên dịch bệnh tăng nhiều, truy vết bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng và cả vấn đề. Hiện anh em làm quá mệt mỏi, kinh phí thì có hạn, lực lượng y tế tham gia truy vết một phần thôi, chủ yếu lo tiêm ngừa vaccine. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhất là còn nhiều ca mắc trong cộng đồng, tỉnh Hậu Giang và Bạc Liêu đã quyết định thành lập thêm bệnh viện dã chiến, bổ sung thêm giường điều trị bệnh nhân mắc bệnh COVID-19. Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang quyết định thành lập thêm bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 tại khu ký túc xá trường cao đẳng cộng đồng Hậu Giang, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh. Bệnh viện có quy mô điều trị 500 giường, có chức năng cách ly, chăm sóc điều trị các bệnh nhân COVID-19 không có triệu chứng, không bệnh nền tại tỉnh Hậu Giang. Như vậy, toàn tỉnh Hậu Giang hiện là có 5 cơ sở điều trị bệnh nhân với tổng khả năng tiếp nhận hơn 1.300 bệnh nhân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu cũng có quyết định bổ sung thêm 350 giường điều trị bệnh nhân COVID-19 tại cơ sở thu dung điều trị tại thành phố Bạc Liêu, đặt tại trường mầm non Bạc Liêu số 80 đường Trần Quỳnh, phường 1. Trong thời gian qua, khi số ca bệnh tăng cao, Bạc Liêu đã thành lập nhiều cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Đến nay có đáp ứng điều trị hơn 4.000 ca bệnh cùng lúc. Hiện Bạc Liêu đang khảo sát và có kế hoạch tập thêm khoảng 5.000 giường bệnh trong thời gian tới nếu dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Hoạt động này có sự hỗ trợ tư vấn chuyên môn của bệnh nhân, bệnh viện tuyến trên. Như vậy là kênh Sơn Mỹ TV đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi kênh Sơn Mỹ TV. Và các bạn nhớ đăng ký kênh Sơn Mỹ TV ủng hộ mình nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Ủy ban nhân dân thành phố Sóc Trăng xin thông báo, tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp nên bà con hãy thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K, nhất là việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. Ai không có công việc cấp thiết không nên ra đường. Mọi người đi đường hạn chế tiếp xúc với người xung quanh và đi đến nơi về đến chốn, không la cà nhiều nơi để giảm nguy cơ cho bản thân và người khác. Ủy ban nhân dân thành phố Sóc Trăng xin thông báo, tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp nên bà con hãy thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K, nhất là việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. Ai không có công việc cấp thiết không nên ra đường. Mọi người đi đường hạn chế tiếp xúc với người xung quanh và đi đến nơi về đến chốn, không la cà nhiều nơi để giảm nguy cơ cho bản thân và người khác.